Mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm bánh bột năng, bột năng với đậu xanh. Mình làm bánh hoa cao nha. Ở đây là có 100g đậu xanh mình đã hấp chín rồi. Còn đây là một bịch bột năng. Một lát mình làm chừng phân nửa thôi chứ mình không có làm hết nha. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn bột. Mình cho vào đây hết 300g bột năng nha. Cho 2 muỗng canh bột gạo. Hai muỗng canh đường. Chút xíu muối. Cái ly này là nửa lít nước nha. Hồi nãy mình cho nửa ly nước lạnh rồi, bây giờ mình cho nửa ly nước nóng nha, nước sôi nha. Bây giờ mình lược bột nữa nha. Kế tiếp mình cho đậu xanh vô. Chỉ là đơn giản vậy thôi, mình hấp chín rồi mình thắng nước cốt dừa. Cho vào đây một chút vani. Mình chuẩn bị một mớ khuôn mình đã thoa dầu vô cho nó đừng có dính nha bạn. Bây giờ mình bắt nước cũng đã sôi rồi, giờ mình chuẩn bị hấp nha. Mà các bạn làm cứ như mình làm cũng như mình lấy trùng nước á, mình lấy nước sôi mình quậy lên vậy nè thì ở dưới nó không có lóng bột. Cỡ nào thì gỡ nó cũng không lóng bột hết. Còn thôi thì nó sẽ lóng nha. Nhưng mà mỗi lần làm mình cũng ngồi vậy quậy đều để cho mấy cái đậu xanh mình nó đều với bột nó ngon. Còn cô chú anh chị em nào thích ngọt thì mình có thể cho thêm đường nha. Bây giờ mình sẽ cho khuôn vô cho nóng rồi mình mới đổ nè. Bây giờ khuôn đã nóng rồi, mình cho bột ra. Sau thời gian được 3 phút, bánh mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình đổ tiếp nha. Bây giờ mình lấy cái nồi mình cho 200g nước cốt dừa vào, mình cho vào một miếng muối. Mình cho 3 muỗng cà phê đường vào, 3 muỗng cà phê đường. Có 1 muỗng cà phê bột năng, mình cho bột vô từ từ. Bây giờ mình sẽ cho hết vào luôn. Cho vào chút quanh đi. Rồi bây. Rồi bây giờ mình nhấc xuống nha. Bây giờ mình sắp bánh ra dĩa mình mời các bạn. Giờ món bánh hoa cao của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào nha.
Bây giờ mình sẽ cho miếng mè vào. Bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm ngon miệng nha. Ăn rất là thơm. Cái này mình đặt tên là bánh hoa cao nha các bạn. Tại vì đậu xanh với bột năng không à. Thôi giờ mình xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Chúc cả tất cả gia đình mình đều một ngày bình an.